Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đi gài bẫy chuột của mọi người. Đây là 45 cái bẫy gặp chuột đường mòn của mình nè nha. Bữa nay mình thử để mồi vô, mình đi gài thử xem sao. Bữa nay mình gài bằng mồi mít nha. Rồi, mình ngưng, mình để mồi vô, mình đi gài mọi người. Cái này là mình gài mình không có thăm nha. Sáng mình đi cuốn luôn à. Rồi, giờ mình ngưng để mình để mồi vô, mình đi gài. Sáng mình đi dở rồi cho mọi người xem sao nha. Trời sáng rồi, mình đi dở mấy cái bẫy chuột về mọi người. Nè, mặt trời mới vừa ẩn ẩn lên kìa. Ở đây mình có con cái nè nha. Không biết có dính hay là không đây. Rồi, không dính nè. Mồi còn nguyên luôn. Đây cũng có con cái nữa nè. Rồi, chất quốc luôn. Vừa đừng mòn, vừa ngay mồi luôn mà nó không chịu ăn. Tại bên kia, người ta xả lúa rồi. Không biết chuột nó người ta thuốc nhóc trơn mà không biết nó có ăn không nữa. Thôi mình ngưng để mình đi vòng vòng mình cuốn mọi người. Khi nào có cái nào dính mình sẽ mở máy quay cho mọi người xem nha. Đây, cái này dính nè mọi người. Mình đặt thuốc ở trên đây nè. Cái đường mòn nó lên cái bụi vòng á. Nó dính cái nó dãy xuống nè, mình có đem theo cái cây nè. Cái trường hợp mà nó dính rồi á, nó dãy ra văng xuống mương á. Bư vô một đống rác luôn. Rồi, mình ngưng, mình bỏ con vỏ, mình đi tiếp luôn nha. Ở dưới đây mình có một cái luôn nha. Rồi, dính rồi mọi người. Nè. Wow, dính đất không, nặng mới ghê luôn. Chuột này cũng gọn chứ không có bự không. Mọc đất sình lên tùm lum hết. Tí xíu mình đi rửa nó mới được. Rồi, để mình rửa cái mình bỏ vô vỏ mình đi tiếp luôn nha. Đặt bẫy đường mòn mà đặt mồi này coi bộ không xong rồi. Mình có đặt cá trong bụi tầm vong nè mọi người. Đi vô xem thử thế nào. Rồi rồi, mình thấy nó sập rồi đó. Wow, một em nữa nha. Nè, chuột này cũng lớn nha. Trắng bốc. Rồi, rớt luôn. Rồi, mình ngưng mình cho vô vỏ rồi mình đi cuốn tiếp luôn mọi người. Dính nữa kìa mọi người. Cái này mình đặt cặp theo mấy kênh nha. Kênh này cũng nhỏ. Đó, một em. Hết bé con chuột luôn mọi người. Chà bá luôn. Tưởng đâu chuột chữa chứ. Quá sáng chuột nè. Nhịn ngon ghê luôn. Rồi, mình ngưng mình cho vô vỏ mình đi tiếp luôn nha. Mình mới vừa vỏ về xong rồi. Chạy yếu xìu luôn. Dính có 4 con chuột à. Hay là tại cái loại chuột đường mòn này mình đặt mồi nó nhát nó không vô không biết. Con chó nó làm kìa. Nó miết vô cái lọng nó không buông luôn. Kênh nè, nó kênh với chuột. Có 4 con nè. Miễn cưỡng chiên cũng được. Ừ. Dính nè, bị dính nè. Vậy mà không tởn kìa. Mình cho mọi người xem tập cho con chó này bắt chuột tí cho nó quen hơi chuột.
cắn 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 gãy răng đó. Rồi và thôi, chắc có lẽ mình xin kết thúc clip này đây luôn mọi người. Chào mọi người luôn nha.